trang rồi con. Lột nón rồi vô nhà đi. Đây là nhà của bé Sương nha mọi người. Thả ngoài xong vô. Thả ngoài xong vô trong. Vô nhà đi con. Là ba có bé Sương không mọi người? Đâu có điện thoại nào đâu anh? Điện thoại nào của con bé? Nhà cái hết xả xả. Đó, thu đó. Này con nè Thu. Thu đứng đây nè Thu. Chưa trong mà. Đứng ngoài đi con. Cua máy rồi luôn đi. Cua ra đi. Chịu không? Thu đang đập hộp đi ha. Thu đang đập hộp. Ê, tay luôn con. Cái đánh quất cá. Không biết làm đi. Đúng không? Đây đó. Sao mập không làm đâu. Hộp làm cho chị đi. Thôi để cho bé Thu đập hộp cho cảm giác như thế nào. Cảm giác đập hộp. Cảm ơn. Đập xuống. Dạ cô Vi Vi. Cô Vi Vi nó còn nhớ hay không? Biết rồi hả? Nhớ luôn á. Mới đẹp quá. Đã luôn. Cần có mình đang dở con bức đó. Lấy cái dao luôn đó. Bé nha. Lấy cái dao ngọc luôn. Cái sỏi. Áo ra đi. Thế đâu? Đâu vậy anh hát? Rồi sim con xài sim nào? Có sim chưa? Dạ, có sim đang xài. Có sim đang xài ha. Ở dưới có đấy, xưa là sim biết khui cái này. Samsung 02S. Rồi Samsung A02S. Samsung nó dễ xài bằng cái bàn. Samsung A02S. Đẹp lắm không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp lên nè. Từ quá. Con mở nguồn lên anh. Mở nguồn lên. Con chỉ hướng dẫn sơ chị đi. Lấy cái sạc đâu, cầm sạc lên. Cầm sạc, cầm sạc. Có tai nghe không? Không có này. Có cái này nè. Cái gì nhiều đó. Lấy cái trên, cái xìm con đâu, lấy xìm con ra. Thầy cô đăng ký cho con luôn. Con có xài 3G không? Không có xài 3G. Cái sim hết đó. Có. Con xài 3G hát nhiều nạp hát nhiều à? Dạ hát nạp 5 chuột. Hát 5 chuột. Con số xài số gì? Mobi hay mobile? Mobile. Con xài mobi đi, để cô mua cho cái sim mobi. Mobi là 70 không? Cái sim này sẽ gắn không được đó. Tặng cho con nha. Dạ. À, để cái sim lấy cô cái mua sim, đi. Đưa cho sim Mobi lựa một cái. Nên lựa cho cháu cái sim Mobi đi. Dặn đi nhớ. Nó đang xài sim nó sim gì á? Sim Việt Nam. Nam hả? Dạ, không phải Việt Nam Mobile nữa. Ừ. Đấy, cái Mobi đi để dùng dễ liên lạc với nó. Thuận tiện. Chọn số nào đẹp đẹp cho con chứ. Số 07 gì đó. Số 807 mà. Đấy, lấy số này đi. Dựa ngắn nó cho cháu nè. Dạ. Không có cho số này lên mạng được. Tí là không được. Nóng, nóng không con? Mấy con nè. Nóng hả? Chảy không ngồi luôn. Khỏe không? Khỏe ha. Khỏe ha. Khỏe. Đó là cái chân. Đó, vậy không có. Dạ hơi. Bây giờ tám năm rồi.
Cảm ơn cô Vi đây. Dạ, con cảm ơn cô Vi Vi. Nói về cái chú cho cái số của con. Cho cô Vi có gì cô Vi cứ điện con. Dạ. À, 20. Sâm sâm rồi. Mày có hai sim hả? Mấy hai sim. Mà cô chú mua cho con mà con không được mà bỏ nha. Không được khác nha. Cho ai nha không? Dạ. Có thể là cô chú liên lạc với con đó. Có nhà mình cho mướn mặt bằng à? Dạ, cho ta để trả cho ta để nhớ. Thì khám nhà Trần thì mát. Cự lên. À, hết luôn cả sim luôn đó. Dạ, sim đó 80. Có sao để 150 là lại tính có 50. Là cho cháu hả? Dạ. Trời ơi, lấy giá gốc không có cái nào mà. Lấy lời tôi nghe với tôi dạ. Tôi nghe chưa. Lấy cái này là của bên kia nó giao nó tứ qua rồi cho mình nhiều mình giao cho đám. Tôi nghe không đấy, lượng như vậy mà lượng ra. Có đăng ký vào gửi cho nó luôn không? Nạp tiền nhau. Có đăng ký luôn. Đăng ký trả tiền cho nó luôn. Đăng ký cho nó 70 ngàn đi. Hả? Có 90 đi. Có 90 đi. 3 triệu 2. Có 100 ngàn nữa đi. Đăng ký cho cháu. Vậy là con lên mạng coi thoải mái nha. Dạ. Học bài nữa nha. Ôi, 5 ngày nữa tháng là cái 1 tháng sau xài xong rồi tự nạp vô và tự động đăng ký luôn nha. Như cái ngày nào mà tiền tới đó nó thông báo cho mình đó. Dạ. Tí đợi đi, mai mốt thì là cũng có điện thoại à. Tí ăn ngóng. Chưa có ấp lưng hả? Ừ. Được có 6 cái nha. Đeo vào lông của cái bụi. Tì nó ấp con đi chạy. Phải úp vô cho nó mới. Gì vậy tí? Dạ. Đắp chắc quá tí. Dạ, cái khẩu. Chúng ta làm gì tí. Cái xương là qua đó, cái xương đỏ lắm nè. Là lấy ra gốc 3 triệu 2 ấy hả? Dạ. Tội nghiệp không? Bán ở ngoài là bao nhiêu hả Hà Dượng? Dạ, cái đó bán ngoài là 3 triệu 6 nha. Đấy là Dượng cho con 400 ngàn đấy nha. Dạ. Rồi cái sim 150, Dượng lấy có 80 ngàn nè. Đấy. Con cảm ơn Dượng nha. Dạ. Cho những năm. Mập quá. Thằng đó nó đâu giống ba hả? Đâu con. Giống mẹ. Là em bé xương. Mập. Giống ba chứ. Đúng không? Giống ba. Ba.
xương này giống ba nè. Xương giống ba nhiều mà. Mắt á, mắt giống. Cặp mắt mũi giống ba. Bên phải giống ba. Trả tiền sim luôn khỏi thối đi rồi. Được rồi. 3.4 được rồi. Tiền sim luôn đó. Sim 2, sim 1. Cả sim cả đăng ký luôn này đó, khoảng phải thối, thấy không? Là 3.4 đấy. Cảm ơn cô. Tính thu 2.000 cho. Cũng là nhà trước cũng ra thưởng, không ra ngoại nhà nội nó trả ra. Mấy mốt con gái quản lý cho ba nè. Đây bé rất là tội nghiệp ha mọi người. À, bé chị có điện thoại rồi, bé em thì cũng chưa có điện thoại ha. Rất là tội nghiệp. Bây giờ dẫn bé đi ra tiệm mua ha mọi người. Cầm cái hộp điện thoại lên hô. Ui. Cầm này chút chụp này nè mới thấy cái tiệm điện thoại được. Tí. Tí chuột. Tí chuột. Đứng đàng hoàng. Tí đứng đàng hoàng lên. Ông bà cô chú đang dòm con đấy. Mở mắt ra coi. Cười. Buồn hiu rồi. Nhìn đây này con. Rồi. Cầm đỡ đi. Rồi Minh Tân xin chào cô chú anh chị và mọi người ha. Thì bây giờ em dẫn bé Hu đi mua điện thoại xong rồi bây giờ mình chuẩn bị đi về hết mọi người. Minh Tân xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người ha.